Thôn Phệ Tinh Không tập 200 và tập 201, La Phong Bưu Hãn, Phách Du Hầu, thuyết minh tại kênh YouTube Truyện Hay. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Long Tháp Tinh, một tinh cầu cổ xưa do Thái Sơ Bí Cảnh thai nghén ra. Nếu là ở một tinh vực bình thường, một tinh cầu khổng lồ như Long Tháp Tinh căn bản không thể tồn tại, nhưng tại bí cảnh vũ trụ, dưới bản nguyên năng lượng của vũ trụ vô cùng nồng nặc thai nghén, những diễn biến nguyên thủy vũ trụ trong phạm vi bí cảnh vũ trụ cũng hình thành những ngã rẽ, thai nghén ra rất nhiều thiên thể, sinh mạng kỳ lạ. Trọng lực 10.812 lần trọng lực địa cầu. Trong không khí, khí nitơ chiếm 98%. Cả người La Phong võ trang đầy đủ, đi trong rừng rậm mênh mông, trên màn hình bảo vệ tay trái hiện lên những tư liệu. La Phong lướt mắt nhìn chung quanh, tai khẽ động. Có tiếng động. Xoát. Giày chiến nhẹ nhẹ dẫm trên lá mục, trong nháy mắt cả người đã biến mất. Ở xa mấy trăm km, La Phong nép người vào một gốc cây to chừng 30 thước, thân cây lẫn lộn hiện ra vào màu vàng. La Phong nép mình vào một nhánh cây mọc nghiêng, đang nhìn ra một con thú khổng lồ cách đó vài chục km. Với thị lực của La Phong, với sinh vật cách xa vài chục km được gọi là long ấy, cả những cái vảy của nó cũng có thể thấy rõ ràng. Nó cao ước chừng 1.200 thước, chiều dài thân thể ước chừng 1.600 thước, một cái đuôi ngắn ước chừng 100 thước. Toàn thân tựa như khoác một tầng lân giáp do những mảnh đá màu tím ghép thành. Đầu nó cực to, đặc biệt là cái mồm to như chậu máu vô cùng dữ tợn, e rằng có thể nuốt trọn cả một hồ nước. Bốn vó thô chắc mạnh mẽ, không hề hoài nghi về năng lực chạy của nó. Nó là lãnh chúa trên vạn km chung quanh, một con nham long họ nhà bạo long, có công kích rất mạnh. Trên bầu trời đông nghịt một đám rực long cánh dài ước chừng 100 mét, đang rú rít bay qua. Vèo! Con nham long đột nhiên vò tới trước nhanh như chớp, trên mặt đất cánh đồng hoang vu, lưu lại một luồng ảo ảnh, vừa chạy, nó vừa đột ngột hé miệng, một dòng huyết quang lóe lên, cuốn thẳng lấy một con rực long giữa đám đông, làm đám rực long cả đều thét lên bay tứ tán. Còn con rực long bị cuốn lấy điên cuồng giãy giụa, nhưng vẫn bị đầu lưỡi huyết sắc cuộn thẳng vào cá mồm to như chậu máu của con nham long. Sắc sắc sắc! Cả con rực long dài 100 mét đã bị ăn sạch sẽ. Hừ! Con nham long đã ăn no, ngẩng đầu thống khoái gầm lên một tiếng. Xa xa trong rừng rậm, La Phong vẫn ngồi trên nhánh cây, cúi đầu nhìn vào màn hình bảo vệ tay, trên màn hình hiện ra tư liệu rất rõ ràng. Nham Long đã trưởng thành, cấp vũ trụ bậc 9 đỉnh cao, một trong các nhiệm vụ mục tiêu. Xoát! Trên màn hình hoán đổi xuất hiện một bản đồ phức tạp, trên bản đồ có rất nhiều loại rồng phức tạp, nhưng không hề nghi vấn gì, tất cả các mục tiêu hết thảy đều là cấp vũ trụ bậc 9 đỉnh cao. Nhiệm vụ Long Tháp Tinh được gọi là nhiệm vụ người săn rồng. Nhiệm vụ là giết chết mọi mục tiêu có trong bản đồ, đồng thời tìm được một vật liệu trên thân thể mục tiêu mang về làm tín vật. Toàn bộ mục tiêu săn giết xong, sau khi trở về, được lĩnh thưởng cho nhiệm vụ, 1.000 điểm tích lũy. Nhiệm vụ này nhìn như đơn giản, nếu chỉ giết sạch, đích xác rất dễ dàng. Nhưng chỗ nguy hiểm là, bên trong Long Tháp Tinh không chỉ riêng có những loại rồng nhỏ yếu tương đối so với cường giả bậc La Phong, thì các loại rồng cấp vũ trụ bậc 9 đích xác thuộc loại khá nhỏ yếu. Trong Long Tháp Tinh còn có rất nhiều loại rồng cấp vực chủ, thậm chí có cả giới chủ đỉnh cao. Một khi trêu vào loại rồng giới chủ đỉnh cao, cho dù có pháo diệt tinh trên phi thuyền, cũng phải chuẩn bị một hồi lâu mới có thể bắn ra một pháo. Còn bên trong Long Tháp Tinh, có vô số con rồng lọt vào đám vây công. Đáp phi thuyền chạy trốn cũng trốn không thoát. Nham Long, La Phong khẽ gật đầu, mục tiêu đầu tiên. Vèo! Thân ảnh La Phong hư không tiêu thất. Còn cách xa vài chục km, ngoài phạm vi rừng rậm, trên cánh đồng hoang vu, con nham long săn chắc đang ăn, trượt gầm gừ nhìn quanh, vẻ rất ngạo khí. Nó có tư cách kiêu ngạo, vì trong quá trình sinh trưởng, rồng con cơ hồ có trên 90% sẽ bị giết, phần lớn thời gian còn nhỏ, chúng đã bị ăn thịt, chỉ có một số cực nhỏ trải qua thiên tân vạn khổ mới có thể hoàn toàn trưởng thành. Trên Long Tháp Tinh, những con rồng trưởng thành yếu nhất cũng là cấp vũ trụ. Bất kỳ một con rồng trưởng thành nào cũng có thể khống chế một phương lãnh địa, đương nhiên, lãnh địa cũng có lớn có nhỏ. Đi! La Phong trong nháy mắt xuất hiện giữa không trung, phía sau kim quang bốn phía, trong nháy mắt tổ hợp thành một thanh trường kiếm màu vàng sậm dài hơn 3 thước. Diễn thần binh tầng thứ 5, không gian thiết cát. Vèo! Hừ! Cái đầu khổng lồ của nham long khẽ quay qua, liền thấy một thân hình nhỏ bé lơ lửng giữa không trung, đang nhìn chằm chằm vào nó. Nó vừa phát ra một tiếng gầm bất mãn, thì một luồng kim quang đã phóng thẳng tới. Nham long muốn quay đầu tránh né, nhưng lại cảm giác thấy sức ép không gian vô hình đang trói buộc nó. Hơi chậm một chút. Xoẹt. Kim quang bắn thẳng vào cái đầu khổng lồ. Xoẹt xoẹt xoẹt. Những tiếng cắt xén điên cuồng. Lập tức kim quang lại sọ nó bay ra, nhanh chóng bay vào phía sau La Phong. Con mắt khổng lồ của Nham Long trợn tròn, nhìn chằm chằm vào tên bé tí hon, không biết tên bé tí hon đó rốt cuộc là sinh vật đáng sợ gì, rồi lập tức ý thức mất đi. Ầm ầm, thân thể khổng lồ của con Nham Long nện xuống mặt đất hoang dã, làm cả mặt đất rung động lắc lư. Vèo, La Phong đáp xuống trước thi thể Nham Long, giày chiến dẫm lên lân giáp như đá màu tím, nhìn quanh cả thi thể khổng lồ của con rồng, cảm giác như một hòn núi lớn. Thu thập nghịch lần trước ngực nó, thân thể La Phong lóe lên, xuất hiện trước ngực thi thể Nham Long, niệm lực bắn thẳng vào một khoảng vầy, thu vào không gian giới chỉ. Xoát, La Phong trong nháy mắt hạ xuống trong đám cỏ dại khu hoang dã, thông qua cỏ dại, hướng mắt nhìn bốn phía, tiếp tục mục tiêu kế tiếp. Long Tháp Tinh mênh mông, chỉ cần là rồng dưới cấp giới chủ mà chạm mặt La Phong, có thể nói chắc chắn sẽ chết. Không nói chuyện ngoài thân La Phong có chiến khải, quân khố màu loang lổ, đều do vật liệu hợp kim rất rẻ, đương nhiên cũng là vật liệu hợp kim cấp E9. Cái La Phong dựa vào lớn nhất là chiến y do Ma Vân Đằng hình thành sát trong cơ thể. Ma Vân Đằng bây giờ đã là cấp vực chủ bậc 9 huyết lạc thế giới 80 năm, cũng đã tới mức này. Riêng chỉ dựa vào Ma Vân Đằng đã có thể quét ngang dưới cấp giới chủ rồi. Đối với La Phong thì chuyện lớn nhất là làm sao cho Ma Vân Đằng tiến hóa tới cấp giới chủ, dùng điểm tích lũy ư, La Phong tiếc của, dùng tiền bạc ư, bây giờ La Phong không đủ tiền. Chỉ có thể đợi, chờ ta làm sạch hết nhiệm vụ tu luyện, xông vào Nguyên Thủy Bí Cảnh xong, sẽ cho bản tôn người địa cầu tăng lên tới cấp vực chủ, như vậy ta có thể tìm được di sản lớn nhất của sư phụ. Nhiệm vụ Long Tháp Tinh cấp nguy hiểm, mất 39 ngày hoàn thành, thưởng 1.000 điểm tích lũy. Nhiệm vụ hư không tác cấp nguy hiểm, mất 21 ngày là hoàn thành, thưởng 15.000 điểm tích lũy. La Phong bắt đầu điên cuồng chấp hành kiếp sống nhiệm vụ. Dựa theo quy định của công ty vũ trụ giả định, cấp vũ trụ thiên tài mới có thể nhận nhiệm vụ tu luyện, cấp vực chủ bị phái ra ngoài, cấp giới chủ phải rèn luyện sinh tử. Còn những thiên tài cấp vũ trụ, mỗi 100 năm nhiều nhất chỉ được nhận 10 nhiệm vụ. Để phòng ngừa những người điên cuồng không ngừng nhận nhiệm vụ, mỗi người chỉ được nhận tổng thể một mức nhiệm vụ hạn chế. Một thiên tài cấp vũ trụ, với thành viên Nguyên Thủy Bí Cảnh nhiều nhất có thể nhận 3 nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh. Thành viên Thái Sơ Bí Cảnh nhiều nhất có thể tiếp 2 nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh. Thành viên Thiên Địa Bí Cảnh và Ma Thế Bí Cảnh nhiều nhất chỉ có thể tiếp 1 nhiệm vụ tuyệt cảnh. Đây là tính tới sự an toàn. Thực lực không đủ mà nhận cấp tuyệt cảnh, không phải là muốn chết sao? Tiếp theo, cũng là việc phân phối tài nguyên. Nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh nguy hiểm vô cùng, nhưng điểm tích lũy thưởng cũng phải là quá ghê gớm. Thành viên Nguyên Thủy Bí Cảnh nhiều nhất có thể nhận 3, thuộc loại cao nhất rồi. Nhiệm vụ cấp nguy hiểm, thành viên Nguyên Thủy Bí Cảnh nhiều nhất tiếp 15 cái, thành viên Thái Sơ Bí Cảnh nhiều nhất tiếp 10 cái, thành viên Thiên Địa Bí Cảnh nhiều nhất tiếp 6 cái, thành viên Mạt Thế Bí Cảnh nhiều nhất tiếp 3 cái. Cấp khó khăn thì thoải mái. Dựa theo điểm tích lũy thường, La Phong căn bản không để vào mắt cấp an toàn, cấp bình thường, cấp khó khăn, vì điểm thưởng quá kém. Thưởng cho nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh, thấp nhất là 10.000 điểm tích lũy, tới vài chục vạn điểm tích lũy, thậm chí tới cả 100.000 điểm tích lũy. Thưởng cho nhiệm vụ cấp nguy hiểm, bình thường cũng từ 1.000 đến 2.000 điểm tích lũy, nhiều nhất là 10.000 điểm tích lũy. Cấp khó khăn là từ 1 tới 2.000 điểm tích lũy. Cấp bình thường, từ 1 tới 200 điểm tích lũy. Cấp an toàn, đừng nói, quá ít. 6 tháng sau. Huynh đệ, ngươi ghê quá, ngươi ghê quá, ngươi vô cùng lợi hại. Mẹ kiếp, lúc này mới bao lâu, ngươi hoàn thành 4 nhiệm vụ cấp nguy hiểm. Ô Tạp làm như thấy quỷ, nhìn La Phong. Nhung Quân bên cạnh cũng nhìn chằm chằm vào La Phong. La Phong ngồi đó bưng chén rượu, cười nói. Đừng giật mình, ngươi không phải bảo ta nói sao, ta cũng không lừa gạt huynh đệ, nhưng ta vừa nói, ngươi xem, vẻ mặt này. Cộng cả nhiệm vụ của ngươi ở huyết lạc thế giới, ngươi đã hoàn thành 5 nhiệm vụ cấp nguy hiểm rồi. Ô Tạp thì thào nói. Theo ta được biết, nhiệm vụ cấp nguy hiểm được phân phối tại rất nhiều bí cảnh, tổng cộng phân phối, trong Thái Sơ Bí Cảnh, cũng chỉ có 5 nhiệm vụ cấp nguy hiểm. Ngắn ngủn như vậy mà đã hoàn thành, nếu đi tinh khu khác, riêng về thời gian lữ trình cũng không đủ. Ô Tạp nhìn chằm chằm vào La Phong. Ngươi hoàn thành những nhiệm vụ cấp nguy hiểm đều trong Thái Sơ Bí Cảnh phải không? Thông minh. La Phong cười gật đầu. Ghê. Ô Tạp vội lắc đầu. Để tiết kiệm thời gian, căn bản không thèm chú ý tới việc chọn nhiệm vụ nào. Dù sao điểm tích lũy thưởng cho cấp nguy hiểm tổng cộng cũng thế thôi. La Phong cười khẽ nói. Thành viên Thái Sơ Bí Cảnh nhiều nhất có thể nhận 10 nhiệm vụ cấp nguy hiểm, ta vẫn có giới hạn. La Phong cúi đầu nhìn ba ba tháp cỡ bằng nắm đấm trên vai, vội đứng dậy. Ô Tạp, Nhung Quân, sư phụ ta tìm ta đi trước đây. Sư phụ. Đi đi. Hai người cũng đều không ngăn hắn, La Phong vội hóa thành một luồng hào quang ly khai trang viện của Ô Tạp bay về phía trang viện mình. Trong tu luyện tràng trang viện, Trần Diễn Vương cao lớn lực lưỡng, trên gương mặt kim sắc đầy lông tơ, vẻ mặt như thấy quỷ nhìn đệ tử mình. Trần Diễn Vương mặc dù là một tồn tại đã ức vạn năm rồi, nhưng môn hạ dưới tay cũng không nhiều, chính thức có thể làm hắn hài lòng cũng chỉ có dăm ba người, La Phong là một trong số đó. Người thiên phú cao, tiến bộ của người cũng càng ngày càng kinh người. Người đích xác có lý do để kiêu ngạo tự tin. Trần Diễn Vương vuốt lông tơ trên mặt, cau mày nhìn La Phong. Người liên tục tiến hành 5 nhiệm vụ cấp nguy hiểm thì cũng thôi, nhưng còn cấp tuyệt cảnh, đó là tuyệt cảnh đó. Tuyệt cảnh là gì? Tỷ lệ tử vong cao tới 90%, dám vào đó ai không tự tin 10 phần chứ, nhưng vẫn có tỷ lệ tử vong cao tới 90%. Ngươi đến cả tư cách chiến lần đầu cũng chưa từng tham gia, thế mà muốn đi tham gia cấp tuyệt cảnh, ngươi nói xem, ta nên nói ngươi là cuồng vọng tự đại, hay nói ngươi là tự tin 10 phần. Trần Diễn Vương nhìn ái đồ, không kìm được phải đề cập tới chuyện này. Sư phụ, ta đã đưa ra quyết định rồi, hơn nữa, vô cùng tin tưởng. La Phong nói. La Phong trước mặt sư phụ rất khiêm tốn, nhưng câu trả lời lại ẩn chứa quyết tâm không thể dung chuyển. Trần Diễn Vương nhìn ái đồ cung kính trước mắt, lắc đầu, không khỏi cười phá lên. La Phong, quyết định của ngươi hơi lỗ mãng, nhưng trước mặt ta, ngươi vẫn có thể không hề dao động chút nào, điểm này rất khá. Muốn trở thành một cường giả, phải thường xuyên tự xét lại, phát hiện ra sai lầm phải lập tức sửa ngay. Còn nếu cho rằng mình là chính xác, vậy cũng như một thứ tín ngưỡng, phải kiên trì tiếp tục làm. Ngươi đã hạ quyết tâm, ta cũng không còn khuyên nhiều nữa. Một câu thôi, còn sống thì về gặp ta. Trần Diễn Vương nhìn đồ đệ tài năng trước mắt, tuổi thọ ức vạn năm, hắn đã nhìn thấy rất nhiều đệ tử chết đi. Sư phụ, nhất định ta sẽ còn sống mà trở về. La Phong cung kính hành lễ. Đi đi. Trần Diễn Vương gật đầu, phẩy tay. La Phong khom người, lập tức đi ra khỏi tu luyện tràng, còn Trần Diễn Vương nhìn theo bóng La Phong rời đi, trong mắt có vẻ phức tạp, lập tức thân ảnh cũng trực tiếp tiêu tán. Đi ra khỏi tu luyện tràng, đám người hầu, hộ vệ trong trang viện nhìn thấy La Phong đều vội hành lễ. Điện hạ! Điện hạ! Đám người rất cung kính. La Phong lại nhíu mày suy nghĩ, sư phụ nói không sai, dám đi chấp hành nhiệm vụ tuyệt cảnh, đều phải tin tưởng mới đi, nhưng tỷ lệ tử vong vẫn cao đạt 90%. Ta có phân thân ma sát tộc, phân thân kim giác cự thú, năng lực sinh tồn so với những người khác mạnh gấp 10, nhưng cũng không thể phớt lờ. Chỉ cần trước đó nửa năm trải qua 4 nhiệm vụ cấp nguy hiểm, từng thật sự có 2 lần gặp phải nguy hiểm. Đều là trong nháy mắt hoán đổi phân thân ma sát tộc, dựa vào phân thân ma sát tộc bậc 9 rất gần với cấp vực chủ, cộng với tốc độ thân pháp khó tin, nhanh chóng chạy đi. Nhiệm vụ cấp nguy hiểm đều gặp phải những phiền phức lớn. Nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh đương nhiên không thể sơ ý nào. La Phong tiến vào thư phòng, ngồi trước bàn viết, mở máy laptop, mở thẳng một trang có cấp an toàn, cấp bình thường, cấp khó khăn, cấp nguy hiểm, cấp tuyệt cảnh ra. Cấp tuyệt cảnh, La Phong không do dự chút nào, click thẳng. Tích, 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 tích. Thanh âm chói tai từ màn hình phát ra. La Phong, xin được cảnh tỉnh ngươi, đây là nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh. Lịch sử công ty vũ trụ, giả định ta có rất nhiều thành viên Thái Sơ Bí Cảnh, thành viên Nguyên Thủy Bí Cảnh nhận nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh đều đã mất tính mạng. Đề nghị ngươi, sau khi trải qua thêm vài lần tư cách chiến, thử lại nhận nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh. Thanh âm điện tử vang vọng trong thư phòng. Quay lại thì xin lựa chọn nút cancel, muốn tiếp nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh xin lựa chọn con phi. Một khi xác định, sẽ không thể lui lại. Phải chấp hành nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh. La Phong nhếch mép cười, click thẳng nút con phi. Tích. Trên màn hình tự động đổi mới, xuất hiện một trang mới tinh, chỉ có chính thức bắt đầu nhận nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh mới có thể thấy trang này. Trang này có một nhóm chữ, nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh, tỷ lệ tử vong 90%, từ trong tuyệt cảnh sống sót, yêu cầu phải có thực lực, cũng cần có vận khí. Người nhiều nhất lựa chọn 2 lần nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh, thận trọng lựa chọn. Dưới đây là danh sách nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh. 1. Luyện ngục thâm nguyên công ty vũ trụ giả định Nguyên Thủy Bí Cảnh. 2. Vân Cung Vũ Trường Cự Phủ Thần Thủy Bí Cảnh. 8. Ma Sơn công ty vũ trụ giả định Thái Sơ Bí Cảnh. 12. Tử Tinh Liên Minh Song Binh Vũ Trụ Quang Vinh Bí Cảnh. 18. Huyết Ma Đại Lục Ngân Hàng Đệ Nhất Vũ Trụ Tích Huyết Bí Cảnh. La Phong nhìn danh sách mà nhíu mày, nhiệm vụ cấp nguy hiểm tổng cộng có 186, nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh tổng cộng chỉ mới có 18, thật là ít tới đáng thương. 18 nhiệm vụ tuyệt cảnh, 4 cái ở bí cảnh dưới trướng công ty vũ trụ giả định, những cái khác lần lượt ở trong các bí cảnh dưới trướng vũ trường cự phủ, liên minh dòng binh vũ trụ, ngân hàng tinh hà vũ trụ, ngân hàng đệ nhất vũ trụ, riêng nhìn vào những cái tên, La Phong cũng có thể cảm giác được sự nguy hiểm, được xưng là tuyệt cảnh, tuyệt đối không phải cố ý dọa người. Trước hết phải xem cho kỹ, tuyệt cảnh rốt cuộc cái gì, La Phong bắt đầu xem kỹ. Mỗi tuyệt cảnh đều có những lời giới thiệu, cũng có nói về yêu cầu nhiệm vụ. Điểm tích lũy cao thấp khác nhau. Thấp nhất là nhiệm vụ tử tinh, nhưng nhiệm vụ tử tinh tổng cộng có 3 cái, mỗi cái đều là 10 vạn điểm tích lũy, cộng lại cũng không thấp. Một cái cao nhất là luyện ngục thâm uyên, vẻn vẹn chỉ một nhiệm vụ mà điểm tích lũy thường là 100 vạn điểm tích lũy. Cẩn thận đọc hết từng cái một, vừa đọc vừa suy nghĩ, mất cả nửa giờ. Phù! La Phong hít mạnh một hơi, nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt, nói thầm, thật là ghê gớm, trang trước nói không sai. Muốn sống sót an toàn ra khỏi nhiệm vụ tuyệt cảnh, thực lực đương nhiên là căn bản, nhưng thật ra cũng cần một chút vận khí. Cho dù là ta, nếu vận khí kém, gặp phải tình hình cực kỳ gay go, phân thân sẽ bị bộc lộ, mà cũng không nhất định có thể sống mà ra ngoài được. 18 nhiệm vụ, mỗi cái đều cực kỳ biến thái. Chỉ cần vận khí của ta không quá kém, vẫn có phần tin tưởng nhất định. Chọn cái nào đây? La Phong không sợ hãi lo lắng gì. Trên đời này, vốn không có việc gì an toàn 100%, cho dù là người thường địa cầu, đi trên đường cũng có thể bị một chậu hoa từ không trung rơi xuống chết. Cho dù người tham gia giao thông rất cẩn thận, nhưng gặp mấy tên say rượu điều khiển ô tô lại vi phạm luật giao thông đụng vào cũng chết. Cho dù là La Phong, một cao thủ lợi hại như thế này, vận khí mà kém thì không chừng đụng vào một siêu tồn tại đang gặp phải một vài việc thống khổ, tùy ý phát tiết, có thể giết sạch cả một đám tiểu gia hỏa. Không biết chừng những siêu tồn tại của chủng tộc, tộc cơ giới tiến công, thông qua xuyên toa vũ trụ, đi thẳng tới bí cảnh, giết chết cả một nhóm tiểu gia hỏa. Tóm lại, không có gì tuyệt đối an toàn, có một cơ hội chắc chắn là nên đi. Nhiệm vụ Ma Sơn là nhiệm vụ tuyệt cảnh duy nhất trong Thái Sơ Bí Cảnh, xem giới thiệu, xem như tương đối thích hợp với ta, khoảng cách lại rất gần, vậy chọn nó thôi. La Phong sáng mắt lên, nhẹ nhẹ click chọn chấp nhận. Tích. Xin xác nhận nhận nhiệm vụ tu luyện Ma Sơn. Đã xác nhận. Xin điền vào thời gian xuất phát, công ty vũ trụ giả định sẽ an bài người đưa ngươi tới Ma Sơn. Bạn đang xem Thôn Phệ Tinh Không được thuyết minh tại kênh YouTube Chuyện Hay. Truy cập kênh YouTube Chuyện Hay để cập nhật những video mới nhất. La Phong hít sâu một hơi, khẽ gật đầu. Ma Sơn là một nơi cổ xưa thần bí trong Thái Sơ Bí Cảnh. Nó lơ lửng giữa hư không. Chung quanh Ma Sơn cùng có 9 tinh cầu cổ xưa. 9 tinh cầu cổ xưa có rất nhiều thổ dân sinh sống. Vô số cường giả thổ dân đều sẽ ly khai tinh cầu của mình xông vào Ma Sơn, vì chỉ có xông vào Ma Sơn mà vẫn còn sống ra ngoài mới có thể chính thức được công ty vũ trụ giả định trọng thi, trở thành một thành viên của công ty vũ trụ giả định. Đúng rồi, khác với Huyết Lạc Thế Giới, 9 tinh cầu cổ xưa chung quanh Ma Sơn đã được công ty vũ trụ giả định khống chế sau lưng. Đương nhiên nói về mức độ thần kỳ, tòa Ma Sơn núi ma cũng ghê gớm. Nhiệm vụ Ma Sơn. Một sinh tồn ở Ma Sơn 3 tháng, được thưởng 10 vạn điểm tích lũy. 2 sinh tồn ở Ma Sơn 3 năm, thưởng 30 vạn điểm tích lũy. 2 nhiệm vụ này vô cùng đơn giản. Vẻn vẹn chỉ là sinh tồn. Nhưng La Phong cẩn thận đọc một vài điều cần biết về nhiệm vụ Ma Sơn, hắn mới phát hiện ra, nguyên lai, chỉ sinh tồn cũng đã là một việc rất khó. 2 ngày sau, một chiếc phi thuyền vũ trụ đi tới lãnh địa của La Phong, đáp xuống lục địa mảnh sao. La Phong điện hạ. Trong phi thuyền đi xuống 3 nam tử mặc đồng phục đen, cung kính hành lễ. Xuất phát thôi. Bên ngoài La Phong mặc áo giáp, quần chiến, giày chiến màu loang lổ, bên trong là ma vân chiến y, cả người La Phong được võ trang từ đầu tới chân. Rõ. 3 nam tử mặc đồng phục đều cung kính hành lễ, đi theo La Phong tiến vào cửa khoang, lập tức cửa khoang đóng lại, phi thuyền bắt đầu từ từ bay lên. Cung tiễn điện hạ. Giới chủ áo đa cùng một đám hộ vệ đều khom mình hành lễ. Vèo. Phi thuyền vũ trụ trong khoảnh khắc đã biến mất vào cuối hư không xa xa. Xuyên toa vũ trụ xong, bây giờ bắt đầu lữ hành trong ám vũ trụ. La Phong điện hạ, từ đây tới Ma Sơn ước chừng phải mất 6 giờ. Người đứng đầu, nam tử mặc đồng phục đen trên tay áo có thêu chỉ bạc mỉm cười nói. La Phong gật đầu. Được rồi, ngươi chuyên môn đưa người đi Ma Sơn à? La Phong đột nhiên hỏi. Nam tử đồng phục đen mỉm cười cúi người nói. Dạ, tất cả thành viên cấp vũ trụ trong Thái Sơ Bí Cảnh, chỉ cần muốn đi Ma Sơn, đều do ta dẫn đường. Tỷ lệ tử vong như thế nào? La Phong hỏi. Không biết. Nam tử đồng phục đen cười nói. Mặc dù ta đón, nhưng khi người còn sống phản hồi, lại là do nhân viên của công ty vũ trụ giả định đóng quân ở Ma Sơn chuyên môn đưa về. Do đó, ta cũng không biết chết bao nhiêu, nhưng ta nghe đồng liêu nói, tỷ lệ tử vong rất cao. Ồ, La Phong khẽ gật đầu. Nhưng ta có thể nói cho La Phong Điện Hạ biết một việc, gần đây, tính cả La Phong Điện Hạ, tổng cộng có 3 người tiến về Ma Sơn. Nam tử đồng phục đen nói. 3 người. La Phong nhướng mày một cái. Một vị là thành viên Nguyên Thủy Bí Cảnh, một vị là thành viên Mạt Thế Bí Cảnh, vị thứ 3 chính là La Phong Điện Hạ, nhưng họ bây giờ đều đã tiến vào Ma Sơn rồi. Nam tử đồng phục đen cười nói. Chịu trách nhiệm đi đón, cũng là đồng liêu của ta. La Phong gật đầu. Thành viên Nguyên Thủy Bí Cảnh cấp vũ trụ, 3 người cũ, cộng cả Bá Lan và Lũng Vân, tổng cộng cũng chỉ có 5 người. 5 người này đều có thể giao thủ với mình trong tư cách chiến, do đó lúc trước đã đều xem xét những tư liệu chi tiết về 5 người này. Không biết là ai, là Bá Lan sao, hay Lũng Vân, không chừng là 3 người cũ. Lập tức, La Phong về lại khoang nghỉ ngơi. Ước 6 giờ sau, phi thuyền vũ trụ một lần nữa tiến hành xuyên toa vũ trụ, trở lại nguyên vũ trụ. Xem kìa! Phía trước chính là Ma Sơn. Trong phòng điều khiển, nam tử đồng phục đen từ xa chỉ ra phía trước. Ngoại cảnh giả định giúp La Phong có thể thấy rõ ràng, xa xa, trong hư không có một hòn núi tràn ngập những tia màu xanh lá nhạt, tầng sương mù màu trắng màu đen. Tòa núi lớn trong hư không nguy nga vô cùng, cực kỳ khổng lồ. Xung quanh tòa núi cao nguy nga, mờ ảo thấy rất nhiều viên tinh cầu cổ xưa. Từ góc độ La Phong, chỉ có thể thấy 5 tinh cầu cổ xưa thôi. Ma Sơn, cao 1,8 ức km, ở dưới, nơi rộng nhất cũng ước chừng 3,2 ức km. Nam tử đồng phục đen chỉ vào tòa núi nguy nga trong hư không. Ma Sơn được người công ty vũ trụ giả định chúng ta đặt tên như vậy. Thổ dân của 9 tinh cầu cổ xưa gọi Ma Sơn là thánh địa, cấm địa, truyền thừa cấm địa. Thường xuyên có vô số cường giả thổ dân tràn vào Ma Sơn. Nói về số lượng, kỳ thật công ty vũ trụ giả định chúng ta vào Ma Sơn không nhiều bằng 1/1000 số lượng cường giả thổ dân tiến vào Ma Sơn. Ma Sơn, nguy nga lơ lửng trong hư không. Ma Sơn thật sự vô cùng khổng lồ. Dưới chân núi Sử tùy tiện tìm một bình đài, một hẻm núi có diện tích có thể sánh ngang với cả một lục địa trên địa cầu. Do đó dưới chân núi Ma Sơn kiến tạo vô số những tòa cung điện nguy nga lộng lẫy. Có một cung điện nguy nga cao gần 1000 dặm, hẳn là cung điện đó lưu trú các bất hủ. Cấm lớn tiếng huyên náo, cấm chế đánh nhau chiến đấu, cấm chế bay ra khỏi hẻm núi. Ai vi phạm, hết thể giết không tha. Thanh âm vang vọng trong hẻm núi rộng lớn. Trong hẻm núi bên trong, đang có rất nhiều bóng người, hoặc là khoanh chân ngồi, hoặc là dựa vào vách núi, hoặc là tụng 5 tụng 3 tán chuyện với nhau. Tướng mạo đều rất tương tự, hết thảy đều có 2 tay, 2 chân, 2 mắt, 1 mũi, 1 miệng, đến cả chiều cao cũng tương tự người địa cầu. Cái khác nhau duy nhất là trên trán mọi người đều có 2 cái sừng cong dữ tợn, hoặc sừng cong màu đen, hoặc sừng cong màu trắng bạc. Liếc mắt nhìn lại, cả hẻm núi rộng lớn ước chừng mấy ngàn người. Sư phụ, chúng ta đợi tới khi nào đây? Ma Sơn luôn bị phong tỏa, công ty vũ trụ giả định căn bản không cho chúng ta vào. Một mặc thanh niên chiến giáp, song trường đầy trần, sừng cong màu đen nói nhỏ. Bên cạnh còn có 6 nam nữ thổ dân đều vây quanh vị lão giả mặc chiến giáp tím ở giữa. 8 người này. Lão giả chiến giáp tím là cấp giới chủ, dưới trướng có 7 đại đệ tử, có 2 người là cấp vực chủ, 5 người là cấp vũ trụ. Tập hợp đủ 1 vạn người là có thể vào được. Lão giả chiến giáp tím nói với thanh âm già nua. Sư phụ. Bên cạnh, một thanh âm trong trẻo vang lên, một thiếu nữ sừng cong màu trắng bạc không kìm được nói. Rất nhiều cường giả từ các tinh cầu tới đây, có khi nhiều người, có khi ít, căn bản không biết được. Bây giờ chúng ta lúc này mới tụ tập được trên 6.000 người, phải đợi tới 1 vạn người lận, ai biết phải đợi tới khi nào. Người muốn vi phạm quy củ của công ty vũ trụ giả định sao? Lão giả chiến giáp tím quay đầu liếc mắt nhìn đồ đệ mình. Thiếu nữ mím chặt môi, không dám nói lại. Từ từ đợi đi. Lão giả chiến giáp tím cảm khái. Chỉ cần các ngươi ai đều có thể sống ở Ma Sơn 1 tháng, vậy có thể sẽ được công ty vũ trụ giả định triệu nhập, đến lúc đó có thể lang bạt trong vũ trụ mênh mông. So với vũ trụ mênh mông, Cửu Tinh Hải chúng ta thật sự quá nhỏ bé. Dưới trướng, 7 đại đệ tử ai ai cũng mắt tỏa sáng. Đúng vậy. Cửu Tinh Hải 9 tinh cầu cổ xưa gọi chung như vậy trong lịch sử có rất nhiều đã vào công ty vũ trụ giả định. Sau khi lang bạt trong vũ trụ, còn trở về quê nhà sáng lập ra mấy tông phái, lưu lại một vài video ghi chép công nghệ cao, cũng giúp các cường giả ở Cửu Tinh Hải biết vũ trụ mênh mông và thần kỳ như thế nào. Nhớ kỹ, nếu cảm giác quá nguy hiểm, nếu không trụ lại được 1 tháng, lập tức nghĩ biện pháp tìm được lối ra mà rời khỏi đây. Lão giả chiến giáp tím nói. An toàn hàng đầu, lần này không được, nhưng vẫn có thể trở về tiếp tục tu luyện, đợi thực lực mạnh hơn rồi trở lại. Hiểu rồi. 7 đại đệ tử đều gật đầu. Đột nhiên, xa xa truyền đến những tiếng huyên náo, nhất thời làm 8 thầy trò vội đứng lên. Sư phụ, Ngươi xem bên kia. Là Nghi Trượng Ngân Y quản lý áo bạc của công ty vũ trụ giả định. 8 người thầy trò, kể cả mấy ngàn người khác đang chờ trong hẻm núi, đều khiếp sợ nhìn trong cung điện nguy nga xa xa bay ra một đoàn người mặc ngân y. Những người mặc ngân y đều là Nghi Trượng Ngân Y của công ty vũ trụ giả định, có đặc quyền cực cao. Giới chủ thổ dân đều không dám đắc tội với họ chút nào. Nhiều Nghi Trượng Ngân Y thế à? Phải có tới gần 100 người. Nhiều Nghi Trượng Ngân Y ra ngoài làm gì nhỉ? Mấy ngàn thổ dân Cửu Tinh Hải cấp vũ trụ tới cấp giới chủ đều kinh ngạc vạn phần, nhưng không dám lớn tiếng huyên náo. Bởi vì vi phạm quy củ của công ty vũ trụ giả định, chỉ có một kết quả, chết. Xem, phi thuyền. Trời, phi thuyền thật đẹp. Mấy ngàn thổ dân đều sáng mắt. Xa xa trong hư không, một chiếc phi thuyền vũ trụ nhanh chóng đến gần, chẳng mấy chốc đã dừng lại trên bầu trời hẻm núi, đồng thời cửa khoang mở ra. Một thanh niên tóc đen mặc chiến khải, quần chiến, giày chiến màu loang lổ đi ra khỏi cửa khoang, còn gần 100 Nghi Trượng Ngân Y lục tục bay tới, cung kính nhất định tề đứng thẳng, đứng trước hàng trăm Nghi Trượng Ngân Y, có 3 người nam nữ mặc áo bào trắng, đều khẽ khom người. La Phong điện hạ. La Phong điện hạ. Gần 100 Nghi Trượng Ngân Y đều cung kính làm theo. La Phong giữa không trung khẽ gật đầu, lập tức được 3 người mặc áo bào trắng đi theo, một Nghi Trượng Ngân Y bay theo sau về phía cung điện. Trời. Trời đất. Vội hộ pháp áo bào trắng cũng tự mình tới nghênh đón. Hộ pháp áo bào trắng đều là những tồn tại đỉnh cao cấp giới chủ được quy luật bản nguyên thừa nhận, chỉ sau thần thôi. Ta đã nhìn thấy rất rõ, thanh niên tóc đen đó vẻn vẹn chỉ là cấp vũ trụ. Mấy ngàn cường giả thổ dân không dám lớn tiếng huyên náo, chỉ có thể thảo luận thấp giọng với nhau, phát tiết sự chấn động trong lòng. Lúc trước các Nghi Trượng Ngân Y cao cao tại thượng, thế mà trước mặt thanh niên tóc đen lại phải cung kính như con như cháu. Đột nhiên, trong đó có một Nghi Trượng Ngân Y tách ra khỏi đội, bột thẳng xuống dưới, bay về phía hẻm núi, nhất thời làm mấy ngàn người đềm im phăng phắc. Toàn bộ nghe đây. Nghi Trượng Ngân Y lạnh lùng nhìn xuống mấy ngàn cường giả thổ dân. Công ty vũ trụ giả định ta có một điện hạ từ tổng bộ sắp vào Ma Sơn tiến hành thí luyện, do đó, lập tức giải trừ phong tỏa Ma Sơn, các ngươi cũng có thể tiến vào Ma Sơn, toàn bộ đi lĩnh thân phận lệnh bài, chuẩn bị tiến vào Ma Sơn đi. Dạ. Mấy ngàn cường giả thổ dân cung kính đáp. Nghi Trượng Ngân Y bay đi. Phía dưới đám cường giả thổ dân đều vui sướng vạn phần. Lại có một vị điện hạ tổng bộ đến, vận khí chúng ta thật tốt, không cần phải tập hợp tới 1 vạn người. Lão giả chiến giáp tím bên cạnh cười ha ha nói, 7 đệ tử cũng vui sướng vạn phần. Thiếu nữ sừng cong màu bạc liền nói. Sư phụ, điện hạ đó rốt cuộc là ai, dường như địa vị rất cao. Điện hạ ở tổng bộ là những thiên tài tài ba nhất trong vũ trụ mênh mông do công ty vũ trụ giả định tuyển chọn. So với các ngươi đều mạnh hơn vạn lần trăm vạn lần. Lão giả chiến giáp tím nói. 3 vị hộ pháp áo bào trắng phải đi nghênh đón, thì vị thiên tài này cũng có địa vị đủ để sánh ngang với thần rồi. Sánh ngang với thần. 7 đệ tử trợn tròn mắt. La Phong bay về phía cung điện, nhìn xuống hẻm núi đám cường giả thổ dân phía dưới. La Phong điện hạ, đều là cao thủ thổ dân từ 9 tinh cầu kia. Dựa theo quy củ của chúng ta, muốn tiến vào Ma Sơn, thấp nhất cũng phải là cấp vũ trụ. Do đó trong các thổ dân, cấp vũ trụ chiếm đại đa số, vực chủ ít hơn, cũng có vài giới chủ. Thanh niên áo bào trắng cao lớn anh tuấn mỉm cười giải thích, đồng thời cẩn thận quan sát La Phong điện hạ trước mắt. Cái tên La Phong khá vang dội trong tầng quản lý. Hắn mặc dù là nhân vật quản lý tầng dưới chót, nhưng cũng biết La Phong đến cả tư cách chiến lần đầu tiên cũng chưa tiến hành, đã có thể vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 7, làm không ít các lãnh đạo công ty vũ trụ giả định phải trọng thị La Phong. Nhân vật như thế, há có thể yếu được. Họ nghênh đón La Phong là dựa theo quy cách nghênh đón thành viên Nguyên Thủy Bí Cảnh, 3 hộ pháp áo bào trắng và một đội Nghi Trượng Ngân Y đi nghênh đón. Còn thành viên bình thường Thái Sơ Bí Cảnh, kỳ thật chỉ một hộ pháp áo bào trắng và vài Nghi Trượng Ngân Y là được. Tầng thứ 2 cung điện, La Phong được hộ pháp áo bào trắng đưa lên tầng thứ 2. Còn kia mấy ngàn cường giả thổ dân thì nối đuôi nhau tiến vào tầng thứ nhất. Đây là thân phận lệnh bài của các ngươi. Mỗi người lĩnh một lệnh bài thân phận, nhanh nhanh một chút. Nghi Trượng Ngân Y vừa nói vừa phát lệnh bài những lệnh bài đen bóng, miệng tiếp tục nói. Muốn gia nhập vào công ty vũ trụ giả định, có 2 phương pháp, một ở lại trong Ma Sơn 1 tháng, 2 là giết chết những người khác đoạt được 1000 lệnh bài màu đen hoặc 1 tấm lệnh bài màu đỏ. Lệnh bài màu đen là lệnh bài mà các ngươi ai cũng có 1 cái. Lệnh bài màu đỏ là lệnh bài do các điện hạ của công ty vũ trụ giả định tới thí luyện. Chỉ cần các ngươi có thể giết chết một điện hạ, đoạt được 1 lệnh bài màu đỏ, chẳng những có thể gia nhập vào công ty vũ trụ giả định, còn có thể có được các bảo vật mà ngay cả các bất hủ cũng trọng thị. Những lời này chỉ làm cho mấy ngàn thổ dân sáng mắt lên, nhưng họ cũng không giật mình. Vì quy củ này sớm đã được truyền lưu qua vô số năm rồi, họ đều đã biết. Cung điện tầng thứ hai. Đây là lệnh bài thân phận của người. Thanh niên áo bào trắng đưa cho La Phong một lệnh bài màu đỏ, cười nói. Người nên nhớ kỹ, một khi xuất hiện trong phạm vi gần đám thổ dân 500 thước, lệnh bài sẽ cảm ứng với nhau. Họ chỉ biết người mang lệnh bài màu đỏ sẽ điên cuồng vây công người. Ta biết. La Phong gật đầu. Mình sớm đã đọc trong lời giới thiệu rồi. Giết chết mình. Những thổ dân đó có thể phát triển rất nhanh, đương nhiên sẽ vô cùng liều mạng. Trong Ma Sơn, những người có thể giết chết ngươi là, một là những thổ dân ấy, hai là huyễn thú bên trong Ma Sơn. Thanh niên áo bào trắng giải thích. Đương nhiên, họ có thể giết ngươi, ngươi cũng có thể giết họ, chỉ cần ngươi có thể thu thập 1 vạn lệnh bài màu đen, có thể thu được thưởng ngoài định mức, nhớ, đây là mức thưởng ngoài định mức nhiệm vụ. Thưởng ngoài định mức. La Phong sáng mắt lên. Ta không biết về điểm này. Thanh niên áo bào trắng cười nói. Thưởng ngoài định mức, cao hơn điểm tích lũy nhiệm vụ của ngươi nữa. Hả? La Phong sực nghĩ ra. Nhưng ta không có quyền hạn nói cho ngươi biết, chờ ngươi tìm được 1 vạn lệnh bài màu đen thật, đến lúc đó, ngươi có thể tìm được thưởng ngoài định mức. Ngươi yên tâm, công ty vũ trụ giả định đã ra tay là vô cùng hào phóng. Thanh niên áo bào trắng cười nói. Chỉ cần 1 vạn lệnh bài màu đen là được đổi 1 lần, nếu 2 vạn lệnh bài màu đen có thể đổi 2 lần, cứ thế không ngừng tăng lên. La Phong cười lắc đầu. Dễ vậy sao? Tổng cộng có được bao nhiêu cường giả thổ dân vào đó chứ? Trong đám thổ dân đó có cả giới chủ đỉnh cao. Nhiệm vụ Ma Sơn chẳng dễ dàng chút nào. Ma Sơn? Ma Sơn, cái gì gọi là ma? Kỳ thật những thổ dân ấy tuy cũng có tính uy hiếp, chỉ cần mình không muốn thu thập vạn lệnh bài màu đen của họ, chỉ tận lực trốn tránh, vậy đám thổ dân cũng không có tính uy hiếp bằng uy hiếp của bản thân Ma Sơn. Ma Sơn, từ chính diện tiến vào, thuộc loại Ma Âm Sơn của Ma Sơn, từ huyệt động phía sau Ma Sơn tiến vào, gọi là Hàn Băng Sơn của Ma Sơn. Thanh niên áo bào trắng cười nói. Tin rằng La Phong Điện Hạ cũng biết 2 khu này, xin La Phong Điện Hạ đưa ra lựa chọn, tiến vào khu vực nào của Ma Sơn. Ma Sơn, một khối 2 mặt, chia làm 2 khu Ma Âm Sơn và Hàn Băng Sơn. Vũ trụ diễn biến làm Ma Sơn hình thành 2 nơi có hoàn cảnh đặc thù, kỳ thật đó mới chỗ đáng sợ nhất của Ma Sơn. La Phong mỉm cười. Ma Sơn chia làm Ma Âm Sơn, Hàn Băng Sơn. Hàn Băng Sơn, đúng như tên gọi, nổi danh lạnh giá cực độ, nhiệt độ đã xuống tới mức khó tin. Độ không tuyệt đối cũng chỉ là một thứ do hệ thống khoa học kỹ thuật địa cầu nói ra. Trong vũ trụ, mênh mông có những nhiệt độ còn thấp hơn cả độ không tuyệt đối. Như Thái Sơ bí cảnh mà La Phong sống, những đại lục mảnh sao đều xoay quanh một băng tinh khổng lồ. Như Hàn Băng Sơn, đều là những nơi có nhiệt độ siêu thấp, thậm chí còn có thể thương tổn tới gen trong cơ thể và tế bào của cường giả cấp vũ trụ. Nhiệt độ bên trong Hàn Băng Sơn tuyệt nhiên không phải hoàn toàn giống nhau, có nơi có thể thương tổn tới cấp vũ trụ, có nơi có nhiệt độ thấp tới mức thậm chí còn có thể thương tổn tới cả vực chủ, thậm chí giới chủ. Do đó, nếu chạy bừa trong Hàn Băng Sơn, tiến vào một nơi rét lạnh đáng sợ, có thể trong nháy mắt gen tế bào bị đông cứng, hoàn toàn tan vỡ. Hàn Băng Sơn chủ yếu là nhằm vào thân thể, Ma Âm Sơn nhằm vào linh hồn. Ma Âm Sơn rộng lớn sâu thẳm, gió lạnh rít lên, chốc chốc nương theo những thanh âm đủ loại, những thanh âm ấy có thể nói là ảo ảnh thiên nhiên, một lần sơ sót chúng chiêu ngay. Vì thanh âm sinh ra ở những khu vực bất đồng, nên lực huyễn cảm cũng khác nhau, một vài khu vực đáng sợ, e rằng trong nháy mắt sẽ làm rất nhiều cường giả cấp vũ trụ thậm chí cả vực chủ mất đi ý thức tự chủ, trở thành một cái xác không hồn. Ta chọn Ma Âm Sơn. La Phong nói. Ma Âm Sơn. Thanh niên áo bào trắng kinh hãi biến sắc, vội nói. La Phong Điện Hạ, đừng trách ta nhiều chuyện, một khối Ma Sơn cổ xưa có 2 mặt, Hàn Băng Sơn mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng chỉ là nhằm vào thân thể khi so với linh hồn, đương nhiên linh hồn mới là căn bản. Ở Hàn Băng Sơn mà chúng chiêu còn có cơ hội giãy giụa, nhưng ở Ma Âm Sơn khi chúng chiêu có thể xem như mất đi ý thức tự chủ, đến cả cơ hội phản kháng giãy giụa cũng không có đâu. Không sao đâu. La Phong mỉm cười. Ma Âm, ảo ảnh thiên nhiên. Chỉ luận về ý chí, La Phong đã vượt qua cơ hồ tất cả tồn tại đỉnh cao cấp giới chủ, thậm chí còn sánh ngang với bất hủ. 80 năm tôi luyện với sát khí ở huyết lạc thế giới sớm, giúp cho ý chí La Phong cường đại nhiều hơn nữa. Nếu vậy, ta xin an bài người đưa La Phong Điện Hạ đi Ma Sơn. Thanh niên áo bào trắng khẽ khom người. La Phong Điện Hạ làm ơn nhớ lấy, giữ kỹ thân phận lệnh bài. Thân phận lệnh bài rơi mất, cũng xem như nhiệm vụ thất bại. Ta biết điểm này. La Phong gật đầu. Xin chờ một chút. Thanh niên áo bào trắng lập tức quay đầu, đi vào trong đại điện rộng lớn, Thân ảnh hắn nhanh như điện, trong nháy mắt đã ra rất xa. Chỉ một lát sau, một chiếc phi thuyền hình bầu dục dài ước chừng 100 mét xé gió bay tới, đứng thẳng trước mặt La Phong. Cửa khoang mở ra, đi ra 3 người mặc áo bào trắng, kể cả thanh niên áo bào trắng lúc trước. La Phong điện hạ, xin mời. La Phong trong nháy mắt bước một bước vào phi thuyền vũ trụ. Ma Sơn nguy nga cao lớn, phi thuyền vũ trụ như một con ruồi đang phi hành quanh quẩn chung quanh Ma Sơn. Trong phòng điều khiển, La Phong liếc mắt nhìn ra. Bạn đang xem Thôn Phệ Tinh Không được thuyết minh tại kênh YouTube Truyện Hay. Truy cập kênh YouTube Truyện Hay để cập nhật những video mới nhất. Ma Sơn nguy nga chốc chốc có thể thấy một động khẩu đều tràn ngập hàn khí. La Phong điện hạ, Ma Âm Sơn chiếm ước một nửa phạm vi Ma Sơn. Ma Sơn nguy nga cao lớn, rất nhiều động khẩu đi thông sâu vào Ma Âm Sơn. Thanh niên áo bào trắng từ xa chỉ vào đó. Ma Âm Sơn xa xa dày đặc những động khẩu rải rác khắp nơi, cái nào cái nấy rộng vài km tới mấy trăm km. Điện hạ tùy ý lựa chọn một cái nào để tiến vào đó là được. Phi hành thêm một chút nữa, La Phong phân phó. Rõ. Phi hành một lát sau, phi thuyền vũ trụ hoàn toàn rời xa hẻm núi lúc trước. La Phong lúc này mới lựa chọn một động khẩu tiến vào. Chân núi Ma Sơn, những tòa cung điện chập trùng liên miên, hoặc lớn hoặc bé. Trên một bình đài ở gần chân núi băng sơn Ma Sơn, một tòa cung điện cao ước chừng mấy vạn km, toàn thân như được phủ một cái ô màu xanh biếc đang đứng sừng sững. Ngoài cung điện đang đứng một đám nghi trượng mặc chiến y màu xanh lá. Đám nghi trượng hết thảy đều vô cùng tuấn mỹ, mỗi người đều có một cái đuôi rắn màu xanh biếc, trên đuôi rắn có vảy dày đặc. Vèo, chiếc phi thuyền vũ trụ lúc trước đưa La Phong trong nháy mắt đáp xuống trước cung điện. Cửa khoang mở ra, thanh niên áo bào trắng bay đến cửa cung điện, thần tình cung kính đứng ngoài cung điện. Ất Xương, vào đi. Một thanh âm ôn hòa vang lên. Thanh niên áo bào trắng tựa hồ sợ hãi, đồng tử khẽ co lại, nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ tôn kính, đi vào trong thần điện trang nghiêm. Cung điện khổng lồ phức tạp. Thanh niên áo bào trắng phi hành hồi lâu, bên trong cung điện, rốt cục cũng tới một đại điện tràn ngập hàn khí âm lãnh. Đại điện âm lãnh rộng ước chừng vài dặm, cao vài dặm, bên trong đại điện không có người hầu gì cả, chỉ có một thân ảnh ngồi trên vương tọa cao ước chừng 1 km, một thân ảnh làm người ta nghẹt thở. Bái kiến Phách Du Hầu. Thanh niên áo bào trắng cung kính cúi mình. Hắn không dám ngẩng đầu nhìn thân ảnh trên vương tọa một chút nào cả. La Phong, vào rồi à? Thanh âm ôn hòa vang lên. Dạ, La Phong điện hạ vừa mới đi vào, thanh niên áo bào trắng nói. Vào Ma Âm Sơn. Thanh âm ôn hòa tiếp tục nói. Đợi khi nào La Phong ra, bảo hắn tới gặp ta. Dạ. Thanh niên áo bào trắng khom người. Ất Xương, ngươi lui ra đi. Thanh âm ôn hòa nói. Dạ. Thanh niên áo bào trắng căn bản không dám nói nhiều, nhanh chóng rời khỏi đại điện, sau đó ly khai tòa cung điện lạnh lẽo này rất nhanh. Khi đi ra khỏi cung điện, thanh niên áo bào trắng Ất Xương lúc này mới thở phào một hơi. Phách Du Hầu biến thái, hỉ nộ vô thường, nếu tùy ý giận dữ giết ta, quả là vô cùng oan uổng, cũng may hôm nay không có việc gì. Nơi nào có lợi ích đều có tranh đấu. Loại siêu cấp đại cự đầu trong vũ trụ như công ty vũ trụ giả định, bên trong đương nhiên cũng có một vài tranh đấu, chỉ là tất cả đều đặt dưới sự quản lý. Nhưng với tồn tại cỡ như Phách Du Hầu, tùy ý giết chết một giới chủ đích xác cũng chẳng là gì cả. Đám người La Phong, Bá Lan, khắp nơi được tôn trọng, tựa như công ty vũ trụ giả định là thế ngoại đào nguyên. Đó là bởi vì La Phong là thiên tài, do đó người khác đều tôn trọng họ. Còn như Ất Xương, từng bước khổ cực lên tới cấp giới chủ, vẫn phải vô cùng cẩn thận. Địa vị không đủ, tùy thời có thể vì một đại lão tâm tình không ổn nào đó, phất tay tiêu diệt luôn. Trong đại điện âm lãnh, trên vương tọa cao cao tại thượng, một thân ảnh cao lớn từ từ bay xuống, rơi xuống đại điện. Nàng có cái đuôi rắn dài hơn 10 thước màu ngọc bích, còn nửa người trên lại hoàn mỹ, không thể bắt bẻ được, đặc biệt là mái tóc dài ngọc bích, kết hợp với tuyệt thế dung nhan có thể nói là kinh tâm động phách, đôi mắt lúng liếng mê hoặc hướng mắt nhìn ra ngoài đại điện, tựa như thấy một nơi ước vạn năm ánh sáng. Hắc! Hắc! Nàng đột nhiên phát ra một tiếng cười như điên. Ha 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 ha! Cơ hội tới rồi! Nàng thấp giọng thì thào. Lập tức! Xoẹt xoẹt xoẹt! Thân thể bắt đầu nhanh chóng biến hóa, đuôi rắn ngọc bích lột xác nhanh chóng thành 2 chân trần, đồng thời quần áo trên người tự nhiên kéo dài ra, biến thành một mỹ phụ nhân cao ước chừng 1 thước 8 đẹp tuyệt thế. Trước hết thu chút lợi tức đã. Giết hắn, chỉ là bước đầu tiên. Mỹ phụ nhân tuyệt thế thấp giọng thì thào, lập tức thân hình nhoáng lên biến mất không thấy nữa. Chỉ vài phút sau, trên một tinh cầu cổ xưa quay chung quanh Ma Sơn, toàn thân tinh cầu màu đỏ sậm, một chiếc phi thuyền nhanh chóng bay vào. Trong tinh cầu, một thành trì cổ xưa chiếm diện tích ước chừng vạn dặm, trong một môn phái cổ xưa là Thiên Tinh Tông, cũng được xếp hạng top 3 trên tinh cầu này. Ầm ầm, những lão tổ tông của Thiên Tinh Tông ai nấy nhanh chóng từ chỗ bế quan ra ngoài, hoặc là từ một vài nơi tĩnh tu chung quanh tới đây, cơ hồ ngắn ngủn vài phút toàn bộ đã tới thần điện Thiên Tinh Tông. Thần điện, sao gọi là thần điện? Có thần mới có thể thành lập thần điện. Thiên Tinh Tông bây giờ có một vị bất hủ là Thiên Tinh lão nhân trấn thủ. Thái Thượng Tông Chủ sốt ruột bảo chúng ta tới thế này làm gì nhỉ? Không biết. Nhanh một chút, Thái Thượng Tông Chủ chưa bao giờ lo lắng ra lệnh cho chúng ta như vậy. Đám giới chủ, vực chủ đều nhanh chóng chạy tới tòa thánh địa Thiên Tinh Tông, thần điện. Trên vương tọa thần điện nguy nga đang có một mỹ phụ nhân dung mạo tuyệt mỹ cao lớn, còn dưới đại điện đang có một lão già trên trán có hai sừng dài hơn một thước màu đen cung kính đứng dưới, chính là Thái Thượng Tông Chủ Thiên Tinh Tông Thiên Tinh lão nhân. Thái Thượng Tông Chủ, Thái Thượng Tông Chủ. Đám giới chủ, vực chủ chạy tới đây đều cung kính hành lễ. Bẩm chủ nhân. Lão giả có sừng dài màu đen cung kính quỳ mọp xuống. Các giới chủ, vực chủ ở gần của Thiên Tinh Tông ta toàn bộ đều đã đến, tổng số có 6 giới chủ, 53 vực chủ. Chủ nhân. Đám giới chủ, vực chủ, hoặc là sừng màu đen, hoặc là sừng màu trắng bạc, ai ai cũng chết lặng. Mỹ phụ nhân trên vương tọa đưa ánh mắt nhìn xuống cửa thần điện, một sức mạnh vô hình đẩy cả cánh cổng thần điện lại. Ầm ầm, cánh cổng tự động đóng lại, điều này làm đám giới chủ vực chủ có vẻ khẩn trương hồi hộp, mỗi người ai ai cũng khẩn trương, không kìm được hoảng sợ ngẩng đầu liếc mắt nhìn lên thân ảnh tuyệt mỹ ngồi trên vương tọa, nhưng họ căn bản thấy không rõ dung mạo người đó, chỉ cảm thấy một luồng uy áp vô hình tràn ngập làm họ tự nhiên sợ hãi. Các ngươi ai đã từng vượt qua Ma Sơn, đứng qua bên trái, không vượt qua Ma Sơn đứng qua bên phải. Thanh âm ôn hòa vang lên, như bị khống chế. 59 người tự động di động sang hai bên, có 32 người đứng bên trái, 27 người đứng bên phải. 6 người các ngươi lưu lại. 6 vầng sáng xanh biếc từ trên bắn giáng xuống, dừng lại trước 6 người trong số 27 giới chủ vực chủ. Trong 6 người này có 3 người là giới chủ, có 3 người là vực chủ bậc 9. Những người khác có thể ra. Cánh cổng tự động mở ra. 53 giới chủ, vực chủ khác như những tượng gỗ, ai nấy đi ra ngoài, lập tức cánh cổng đóng lại. Ngoài cánh cổng thần điện ngoại. Chuyện gì thế? Cương Nha, chuyện gì thế? Thái Thượng Tông Chủ không phải triệu tập chúng ta sao? Sao chúng ta vừa tới lại đi ra? Đám giới chủ, vực chủ này như vừa ra khỏi giấc mộng, nhìn nhau, căn bản không nhớ rõ lúc trước trong đại điện rốt cuộc xảy ra việc gì. Toàn bộ các ngươi trở về cho ta, lập tức, đừng có nghi vấn gì cả. Một thanh âm phẫn nộ già nua vang lên trong đầu nhóm người giới chủ, vực chủ này. Dạ, Thái Thượng Tông Chủ. Đám người này lập tức cung kính tuân thủ, ai nấy ly khai tứ tán. Còn trong đại điện, mỹ phụ nhân ngồi trên vương tọa, nhìn kỹ 3 giới chủ, 3 vực chủ đứng phía dưới. Cống hiến sức lực cho chủ nhân ta là vinh hạnh của Thiên Tinh Tông. Chủ nhân có điều gì ra lệnh, kính xin phân phó, đệ tử Thiên Tinh Tông ta nhất định sẽ hoàn thành. Lão giả sừng màu đen Thiên Tinh lão nhân cung kính nói. 3 giới chủ, 3 vực chủ trong lòng thấp thỏm không yên, vô cùng hồi hộp, họ thấy những cường giả khác trước khi ly khai, hai mắt đều vô thần như những con rối. Có thể khống chế giới chủ, có thể làm cho Thái Thượng Tông Chủ phải quỳ mọp xuống như người hầu. Vị tồn tại vĩ đại trước mắt nhất định là một siêu tồn tại mạnh mẽ trong công ty vũ trụ giả định. Thiên Tinh, ngươi lui ra. Mỹ phụ nhân phân phó. Dạ. Lão giả sừng đen dài bên cạnh cung kính theo cửa hông nhanh chóng rời đi. Trong đại điện chỉ còn lại mỹ phụ nhân cao cao tại thượng và 6 giới chủ vực chủ. 6 người các ngươi thấy rõ rồi chứ? Mỹ phụ nhân tay trái chỉ vào giữa không trung thần điện. Nhất thời tay trái bắn ra một luồng hào quang giống như những hình ảnh được đặt giữa không trung, hình thành một màn hình video. Trên màn hình xuất hiện một thanh niên tóc đen La Phong. La Phong mặc áo giáp, quần chiến và giày chiến màu loang lổ. Trên video còn có cả những dữ liệu về chiều cao kích cỡ. Ta yêu cầu các người giết một người. Chính là người trên màn hình. Mỹ phụ nhân nói. Nhất thời, 6 người phía dưới nghi hoặc thấp thỏm. Một vị bất hủ vĩ đại, mạnh hơn cả Thái Thượng Tông Chủ của họ, lại nhờ họ giết người. Thanh niên tóc đen rốt cuộc có thực lực như thế nào? Hắn, thực lực bản thân là cấp vũ trụ bậc 9. Mỹ phụ nhân nói với giọng ôn hòa. Mới là cấp vũ trụ bậc 9. 6 người phía dưới đều thở phào, trong số họ có 3 vực chủ, đều là cấp vực chủ bậc 9, giết chết một tên cấp vũ trụ bậc 9, như đạp chết một con kiến. Nhưng các ngươi không thể xem nhẹ hắn. Mỹ phụ nhân chỉ vào màn hình. Ngoài thân hắn mặc áo giáp là thứ áo giáp hợp kim, rất bình thường. Mặc dù là độ cứng cấp E9, nhưng áo giáp này vẻn vẹn chỉ phòng ngự một khu vực bộ phận trên người, căn bản không thể làm như chiến y nguyên lực, phòng ngự hoàn mỹ toàn thân, nhưng áo giáp bên trong của hắn lại có một tầng chiến y sát người do Ma Vân Đằng biến ảo thành. Ma Vân Đằng, 6 người phía dưới nghi hoặc. Nhất thời trên màn hình giữa không trung hiện lên một vài tư liệu, Mỹ phụ nhân tiếp tục nói. Ma Vân Đằng, một loại thực vật sinh mạng phụ trợ kỳ lạ, có thể dung nhập vào da, như một chiến y, cũng như một trường tiên, thiên biến vạn hóa, hơn nữa còn có thể không ngừng tiến hóa, còn Ma Vân Đằng là cấp vực chủ bậc 9. Ma Vân Đằng nổi danh về sức mạnh, thiên biến vạn hóa, sinh mạng lực rất mạnh, thực lực của nó bình thường cao hơn nhân loại đồng cấp độ rất nhiều. Do đó, 3 cấp vực chủ bậc 9 trong số các ngươi, e rằng dễ dàng bị Ma Vân Đằng giết chết. Mỹ phụ nhân nói, việc này nhất thời làm 3 vực chủ trong số 6 người phía dưới cả kinh. Thần kỳ, biến thái. Họ ở quê hương chưa từng biết thế nào là thuyết pháp về thực vật sinh mạng phụ trợ, một cấp vũ trụ, bậc 9 bằng vào thực vật sinh mạng, lại có thể dễ dàng giết cấp vực chủ bậc 9, quá biến thái. 3 giới chủ các ngươi, yếu nhất là giới chủ bậc 5, cao nhất là giới chủ bậc 9, chỉ cần gặp phải nó, lấy thực lực tuyệt đối là có thể dễ dàng giết chết hắn. Mỹ phụ nhân nói, về phần 3 cấp vực chủ bậc 9 các ngươi gặp phải hắn, với năng lực của các ngươi, ngược lại sẽ bị hắn giết. 3 vực chủ đều khẩn trương, họ căn bản không dám xen vào. Cái này gọi là súng phóng xạ. Mỹ phụ nhân vừa lật tay, trước người nhất thời lơ lửng 3 vũ khí cơ giới, 3 khẩu súng phóng xạ, đường kính đều đạt tới chừng 1 thước, toàn thân dài ước chừng 3 thước, chất liệu làm súng phóng xạ màu trắng bạc, trên mặt bóng loáng không có điều khác gì, hiển nhiên là binh khí theo phong cách của tộc cơ giới. Súng phóng xạ cấp E9. Mỹ phụ nhân từ từ nói. Thời gian chuẩn bị chỉ cần 0,1 giây, tuyệt đối là súng phóng xạ thượng hạng. Súng phóng xạ này bắn ra, có thể đục thủng vật liệu cấp E9, cũng có thể giết chết cường giả cấp giới chủ bậc 9 bình thường. Mỹ phụ nhân nói, phía dưới 6 người biến sắc. 6 người đều đưa ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào súng phóng xạ. Nghịch thiên, điên loạn. Họ tuyệt nhiên không phải không biết gì về vũ trụ mênh mông, họ cũng biết, trong vũ trụ mênh mông tất cả đều dựa vào thực lực để nói chuyện. Cho dù ở trong vũ trụ, một giới chủ cũng có đặc quyền cực cao, muốn trở thành một giới chủ khó khăn như thế nào chứ? 6 người, họ có ai không phải trải qua muôn vàn khó khăn. Nhưng vẻn vẹn chỉ là một vũ khí công nghệ cao, cho dù người có thực lực yếu cầm một thanh vũ khí công nghệ cao, chỉ cần 0,1 giây là có thể giết chết một giới chủ bậc 9. Điên loạn. Loại vũ khí công nghệ cao này, trong nhiều quốc gia vũ trụ thuộc nhân loại vũ trụ, cũng tuyệt đối thuộc loại vũ khí hạn chế cung cấp, cực kỳ đắt. Rất nhiều giới chủ bỏ toàn bộ tài sản ra cũng còn kém xa số lẻ của một thanh súng phóng xạ cấp E9. 3 súng phóng xạ cấp E9 này cho dù là các bất hủ bình thường cũng không nhất định bỏ ra mua được. 3 súng phóng xạ cấp E9 này tạm thời giao cho 3 người các ngươi sử dụng. Mỹ phụ nhân vung tay lên, 3 thanh E9 súng phóng xạ bay thẳng về phía 3 vực chủ, lơ lửng trước mắt 3 người. 3 vực chủ trợn tròn mắt nhìn vũ khí công nghệ cao màu trắng bạc trước mắt. Đường nét tuyệt đẹp, sức mạnh làm người ta phải ớn lạnh. Món đồ này bắn một phát, có thể giết chết giới chủ bậc 9 bình thường. 3 người các ngươi thực lực kém, hơn nữa đều là vũ giả, cho dù gặp phải tiểu tử tóc đen đó, hắn cũng sẽ không quan tâm tới các ngươi. Mỹ phụ nhân nói. Trong mắt hắn có thể trong thời gian cực ngắn diệt các ngươi rồi. 3 vực chủ gật đầu. Nguyên nhân chính là vì hắn xem thường các ngươi, không trọng thị các ngươi, do đó các ngươi vẫn có cơ hội. Mỹ phụ nhân nói. Với thực lực 3 người các ngươi, cho dù lọt vào công kích của Ma Vân Đằng, ngắn ngủn chỉ 0,1 giây vẫn có thể chống chọi được. Chỉ cần chuẩn bị xong là có thể trong nháy mắt bắn một phát, giết chết hắn tại chỗ. Dạ hiểu rồi. Dạ. Chúng ta nhất định có thể giết hắn. 3 vực chủ trả lời vẻ kích động. 3 giới chủ bên cạnh ánh mắt nóng rực nhìn vào súng phóng xạ. Mỹ phụ nhân trên vương tọa lại lạnh lùng nói. 3 giới chủ các ngươi, chỉ dựa vào thực lực chính mình cũng đủ rồi. Nhớ kỹ bộ dáng mục tiêu. Dạ. 6 người cung kính đáp. Hắn khác với các ngươi. Mỹ phụ nhân nói. Tiền bạc của hắn không thua gì thái thượng trưởng lão của các ngươi, do đó hắn cũng sẽ có các loại chuẩn bị, hoặc là thay đổi dung mạo, hoặc là làm những thứ khác. Tóm lại các ngươi nhớ kỹ, một khi gặp phải cấp vũ trụ bậc 9, bất luận tướng mạo như thế nào, đều phải động thủ. Cuối cùng khi phát hiện Ma Vân Đằng, có thể xác nhận ra đó chính là mục tiêu. Gặp cấp vực chủ và cấp giới chủ, các ngươi đừng ra tay. Mục tiêu các ngươi lần này chính là hắn. 3 vực chủ các ngươi cũng nhớ cho rõ, gặp phải giới chủ là bỏ chạy. Nếu giới chủ muốn truy sát các người thật, các người cứ dùng pháo phóng xạ công kích, gặp phải vực chủ thì né tránh, gặp phải cấp vũ trụ giết cho ta. Nếu phát hiện ra Ma Vân Đằng, phải vận dụng súng phóng xạ, vì súng phóng xạ của các ngươi nhiều nhất có thể bắn được 9 lần, sau 9 lần thì năng lượng tiêu hao hết. Dạ. 6 người cung kính tuân lệnh. 6 người họ cũng hiểu, mặc dù là có 3 giới chủ và 3 vực chủ, nhưng tồn tại vĩ đại này lại hiển nhiên đặt hy vọng vào 3 vực chủ. Thanh niên tóc đen này thật sự xui xẻo, lại bị một bất hủ vĩ đại hận thù, hơn nữa còn bố trí ra bàn cờ cẩn thận như vậy. Nhưng cũng không biết hắn có thân phận gì, bất hủ vĩ đại này lại không dám tự mình giết, bảo chúng ta đi giết hắn. Quản hắn làm gì, dù sao công ty vũ trụ giả định cũng cho phép giết người trong Ma Sơn. Trong đầu 6 người đang nghĩ đủ chuyện. Nếu giết hắn thành công, 6 người các ngươi, kể cả Thiên Tinh Tông các ngươi, ta sẽ có trọng thưởng. Mỹ phụ nhân nói, hy vọng 6 người các ngươi đừng làm cho ta thất vọng, các ngươi hẳn phải biết khi cho ta kết quả thất vọng sẽ là như thế nào. Mỹ phụ nhân đưa những ngón tay thon thon nhẹ nhẹ xoa vào tay vịn vương tọa, tay vịn nhất thời nát bấy vỡ ra. 6 người cả kinh. Chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. 6 người vội cung kính. Mỹ phụ nhân lúc này mới khẽ gật đầu. Trong Ma Sơn sừng sững chập trùng, động quật sâu thẳm, vách núi cao cao, thoáng có màu đen, nhưng tầng đá ngoài lại có một tầng hàn băng, bất luận là vách đá, mặt đá, hết thảy đều có một tầng hàn băng. Hàn khí vô hình làm La Phong đi trong động quật khẽ nhíu mày, hàn khí thông qua ma vân chiến y cũng làm ra hơi đau. Đây là Ma Âm Sơn lạnh giá như vậy, vậy Hàn Băng Sơn khẳng định càng ghê gớm hơn. La Phong nhẹ nhẹ hít một hơi, cảm giác vô số hàn khí chui vào người, nhất thời lục phủ ngũ tạng tựa như mất cảnh giác. Lạnh thật. La Phong đột nhiên dừng lại. Động quật này cao ước chừng 10 km, rộng chừng tới gần 80 km, động quật to như thế, quả thực có thể kiến tạo một thành trì bên trong rồi. Nhiều thông đạo thế à? La Phong nhìn về phía trước. Phía trước rất nhiều động khẩu, hoặc to hoặc bé, đủ kéo dài ra mấy trăm thông đạo. Vù, hống. Từng cơn gió thông qua những thông đạo rít lên thổi qua, giống như này tiếng gào khóc thảm thiết. Tiếng gào khóc thảm thiết thoáng sinh ra một vài thanh âm quái dị, lúc thì cao lên, lúc thì trầm thấp. Thanh âm vô hình quán nhập thẳng vào thức hải trong linh hồn của La Phong, lẳng lặng tạo thành những huyễn cảm trong linh hồn La Phong. Chút kỹ năng huyễn cảm này mà cũng dám giở trò trước mặt ta, hừ. Trong thức hải, ý chí La Phong sắc như đao, trong nháy mắt ngưng tụ vô số ý thức thành một khối, hóa thành một thanh đao, mũi đao lạnh giá vô cùng, ngưng tụ vô cùng, huyễn cảm nào dám can đảm đến gần hết thảy đều chém sạch. Đây là kết quả trình độ ý chí của La Phong, do sát khí vô tận ở huyết lạc thế giới mài giũa 80 năm, luôn luôn ở trạng thái cực hạn. Nhị ca Lôi Thần cho rằng La Phong đi quá cực đoan. La Phong đúng là cực đoan, hơn nữa luôn đi theo cực đoan, lạnh giá trong như gương tuyệt đối, sắc bén tuyệt đối, không có một chút thỏa hiệp. Ma Âm Sơn, khu vực bất đồng thì năng lực huyễn cảm ma âm cũng khác nhau, có chỗ mạnh chỗ yếu, một khi trúng chiêu là trở thành một cái xác không hồn, đến cả cơ hội giãy giụa cũng không có, ta cũng không thể sơ ý được. Ma Âm Sơn còn có những cường giả thổ dân, cùng với một vài huyễn thú uy hiếp. Dựa theo những gì an bài lúc trước, La Phong đứng trên tầng băng, nhanh chóng cởi chiến khải, quần chiến, giày chiến màu loang lổ trên người, đồng thời từ không gian giới chỉ lấy ra một bộ chiến giáp đã sớm chuẩn bị cho lần mạo hiểm cấp tuyệt cảnh này. Cả bộ chiến giáp toàn thân màu bạc, hoàn toàn dựa theo chiến giáp thông thường ở Cửu Tinh Hải mà rèn nên. Vật liệu là kim loại cấp F. Có lẽ dùng kim loại cấp F kiến tạo một chiếc phi thuyền vũ trụ, như vẫn mặc tinh hào, thì La Phong thật sự không chơi nổi, nhưng chỉ cần đưa ra một bộ chiến giáp bằng kim loại, đối với La Phong bây giờ thật ra lại chẳng có gì khó khăn. Đây là cấp tuyệt cảnh, không phải là cấp nguy hiểm lúc trước, áo giáp màu loang lổ rõ ràng không đủ. La Phong trong nháy mắt mặc bộ chiến giáp bạc, bảo vệ tay này vào, đồng thời thu màn hình trên bảo vệ tay vào không gian giới chỉ, đồng thời liên lạc với Ma Vân Đằng, cho Ma Vân Chiến Y sinh ra trên trán mình một đôi sừng đen dài, nhất thời trên trán từ từ kéo dài ra hai sừng màu đỏ sậm, sau đó màu sắc từ từ biến ảo, biến thành màu đen. Sừng đen dài, chiến giáp kiểu dáng cổ màu bạc đơn giản, phía sau vác một thanh chiến đao màu đen, cả người dấy lên khí tức dã man. Rất tốt. Mặc dù trong số cường giả thổ dân cũng có việc tự giết lẫn nhau, nhưng cường độ tự giết lẫn nhau không ghê gớm, một khi bộc lộ thân phận điện hạ, ta có thể thật sự bị điên cuồng vây công. Thân phận lệnh bài màu đỏ cũng rất nguy hiểm, là một củ khoai nóng. La Phong động tâm ý, thu lệnh bài thân phận màu đỏ vào không gian giới chỉ. Lát nữa ta phải lấy cho được một lệnh bài thân phận màu đen để trên người, ngụy trang cho tốt, phải ngụy trang giống như thật. La Phong hiểu rõ, nước đục mới có thể bắt cá, ngụy trang mình thành một thành viên thổ dân thì nguy hiểm sẽ giảm xuống nhiều. Vèo, La Phong tùy ý lựa chọn một trong số mấy trăm thông đạo xa xa, chui thẳng vào đó, bắt đầu xâm nhập Ma Âm Sơn. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe, các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Chuyện Hay để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.